À, dạ, mến thưa quý vị khán giả các bạn ha. Thì hiện tại em đang có mặt trên con đường Huỳnh Tấn Phát thuộc thị trấn Nhà Bè, huyện Nhà Bè, và địa chỉ cụ thể là số 1901 đường Huỳnh Tấn Phát, thị trấn Nhà Bè, huyện Nhà Bè. Hôm nay thì em sẽ gửi đến quý vị khán giả một xe cơm tấm tre nho nhỏ nằm trên con đường Huỳnh Tấn Phát này. Nho nhỏ nhưng mà em thấy những món ăn anh chủ bày trí trong xe nhìn rất là bắt mắt và hấp dẫn luôn nha. Đó, cả nhà lên tới xa ha. Bây giờ khoảng cỡ tầm mới có 5 giờ rưỡi sáng thôi, và em thấy anh chị bên này khách hàng họ đi ăn sáng rất là sớm luôn. Rồi hôm nay em dậy sớm để gửi đến quý vị khán giả một xe bánh mì, một xe cơm tấm chay rất là hấp dẫn như thế này nha. Đó, từ xa mọi người đã thấy một cái tủ đồ ăn nè. Đó, gồm có sườn chiên nè, rồi chả nè, bên dưới là bì và các loại rau dưa. Nhìn rất là sạch sẽ, bài trí rất là ngăn nắp luôn. Rồi bây giờ em bước vào trong để gửi đến quý vị khán giả và trò chuyện với anh chủ nha. Rồi giờ đang trong xe cơm tấm chay của anh nha cả nhà. Đó, nhìn rất là hấp dẫn luôn. Mình đẩy xe lúc bấy giờ anh? 5 giờ mấy á. 5 giờ mấy à? Dạ. Ở đây có thể là 5 giờ 15. 5 giờ 15. Dạ. Ở đây là khách ăn sáng cũng sớm anh ha? 5 giờ rưỡi là có khách rồi. 5 giờ là có khách. Đó, trên này là sườn chay nè cả nhà ha. Đây là chả ha, bên dưới là bì. Cái đó thì hộp cơm sẽ có thêm đồ chua, rồi dưa leo và mỡ hành ha. À, bên này là cơm đây. À, cho em coi cái hộp nồi cơm của mình nha. Dạ. Đúng là tấm luôn anh ha. Tấm. Dạ. Ở trời Sài Gòn bây giờ rất là lạnh, xe lạnh nè. Anh này chứ rất là ngon luôn đó. Rồi nóng hổi. Dạ rồi, cảm ơn. Cái em hỏi là cái chả này của mình có trứng không anh? Không, cái chả này thuần chay, không có xài trứng. Thuần chay không trứng hết ha. Chung là mình là không trứng, cái gì tin tất cả những khách hàng nào mà không ăn trứng sữa được là anh được hết. Dạ. À, dạ. Cái dầu này cũng không phải là hành luôn. Là ngò rí. À, ngò rí hả? Không phải hành ha, không phải hành lá ha. Dạ. Có bớt cơm gà. Hộp này cũng hơi nhiều ha, hơi nhiều cơm á. Đây bán nhiều khách có kêu thêm miếng cơm thì cũng không có tính tiền. Dạ. Hộp như vậy bao nhiêu anh? 20.000. 20.000 ha. Đó, ăn sáng 20.000 cái này là no đến trưa luôn đó. Bao no đó. Mọi người bên này ăn sáng rất là sớm luôn cả nhà. Ngon hấp đó. Mấy ngày nay buổi sáng nó lạnh anh hả? Dạ, xe lạnh này. Tại hơn 5 giờ rưỡi sáng một xíu mà các chú anh chị ghé mua ông rất là đông luôn. Ồ, không ngơi tay luôn ha. Dạ. Yeah.
bên đó là như nhau hết ha, không có khác gì luôn ha. Đó, giờ lên này coi y chang luôn đó. Trời nó thơm. Này có ướp thêm cái gia vị gì không anh? Có gia vị bình thường á, à. Vị chay, tại hạt nêm chay. À, thơm quá. Đây chả này cả nhà. Miếng này mà nó cách là cũng y chang nhau hết á. Bình thường buổi sáng mình bán là đến mấy giờ hết anh nhỉ? Bán ngày chay rồi bán tầm 7 giờ mấy mấy. Ồ, 7 giờ mấy hết rồi hả? Sớm quá. Ngày thường thì chừng khoảng 8 giờ. Bì này là mình làm bằng miếng đúng không anh? Hay là bún gạo nha? Dạ bún tàu. À bún tàu. Rồi hiện tại hiện là đang tầm hơn 6 giờ sáng thì bắt đầu là khách ghé là đông lắm rồi cả nhà. Anh nói là có từ tầm 6 giờ đến 6 rưỡi lúc đó là lượng khách ghé đông nhất, tại vì ở đây là con đường huyết mạch nối giữa huyện Nhà Bè cho đến quận 7 và đi về hướng quận Nhất á, nên lưu lượng xe rất là đông luôn, nên hầu như là những người đi làm, học sinh sinh viên ghé cũng rất là đông. Khách hàng đây đa số là người đi làm anh ha? Dạ. Tầm 8 giờ là hết rồi. Ờ, đi làm hết rồi là mình nghỉ luôn. Bán vừa đủ tới đó rồi. À, các bé đi học về cũng ghé đi. Đi học, bắt đầu đi học cũng ghé đi mua đó nè. Nhìn nó là sạch sẽ thế này và nóng hổi thì rất là phù hợp cả người lớn và các học sinh đi ăn luôn đó. Này bán hết mấy cây này anh? Này cây à? À cây cũng 100 hộp hả? À 150. 150. Trời ơi, bán vỉa hè thôi mà 150 đó. Ngày chay á. À ngày chay dạ. À, ngày thường ngày bán chừng 50. Dạ. Tại chưa có khách nhiều, em ra bán chưa lâu. Vâng ạ. À. Đồ chua nhà mình làm luôn hả? Đồ chua tự làm luôn. À, tự làm hết. Một hộp 20.000 nữa cả nhà, bao no ha. Cái là anh làm rất là sạch sẽ luôn. Rồi vô giờ cao điểm rồi đó. Dạ rồi chứ. Hồi nay bỏ riêng hả anh? Cái này chị này trưa mới ăn chứ. À, trưa anh luôn, có mấy chị đi làm mua để trưa ăn thì bỏ riêng như vậy nè cả nhà. Đó. Đồ ăn riêng ha, cơm riêng. Rồi 20.000 mà ngon thế này thì nên mua để ăn trưa ăn cũng rất là ok luôn, nếu có lò vi sóng quay là càng tốt. À, con đường Nguyễn Tấn Pháp đầu là đông nghịt rồi.
thường là con đường này rất là đông đúc và nếu có trời mưa chiều cường cũng rất là ngập. Nhưng bây giờ đường đã làm lại rồi cũng rất là thông thoáng. Bên này Dương thấy có một xe, có một cô bán quá trời đồ khoai chuối đậu nè cả nhà. Đó, mọi người đang cầm tấm có thể ghé đây mua cái loại nè, khoai chuối, chuối sáp nè, đậu phộng nè. Đó, cô bán rất là nhiều luôn, rất là hấp dẫn ha. Chắc tí nữa mua một bịch đậu phộng đi, 10.000 chuối sáp. Đậu phộng cô bán như thế nào cô? 70.000 ký, 7.000 một lạng rồi nha. Sáng dậy sáng ra cũng xe cũng đầy đủ đồ nhưng hấp dẫn ha. Cái này là mình tự làm hết hả cô? Dạ, chắc sáng mà dậy sớm lắm cô ha. 2 giờ sáng. Ồ, ngày nào cũng vậy hả cô? Rồi, cô nói cô 2 giờ sáng cô thức cô làm mấy món nè. Mình hấp. Rồi chuẩn bị đồ. Đây nhà nhà ha, khoai mì, phộng luộc, chuối sáp, các loại khoai lang. À, hôm nay ngày chay nên cô bỏ chơi túi bóng như vậy cho nhanh cô ha. Rồi cả nhà ơi, đây là một hộp cơm tấm đầy đủ nha của xe cơm tấm hôm nay Dương quay đây, nhìn rất là hấp dẫn luôn cả nhà ha. Hiện tại bây giờ là khoảng cỡ tầm hơn 6 giờ sáng. Đó, trời Sài Gòn thì do áp thấp nhiệt đới mấy ngày nay á, nên xe lạnh ha. Đây là một miếng sườn nè. Trên này sẽ có, đây là ngò rí chứ không phải là hành nha cả nhà. Đó, kèm theo đó là bì và chả. Mọi người thấy một hộp cơm tấm của một cái xe bán ở vỉa hè thôi của anh chủ thôi, nhưng mà nhìn rất là sạch sẽ ha, mà bắt mắt ha. Đó, anh làm rất là gọn gàng luôn á, thoăn thoắt luôn. Mọi người thấy bây giờ là khách ghé tận tở tầm 6 giờ sau đó là khách ghé không ngừng. Đó, anh thì rất là vui vẻ luôn. Xe của anh thì hai vợ chồng anh cũng có nhận đặt cơm từ thiện á, thì Dương sẽ để số điện thoại đầu video ha. Cả nhà muốn mua hỏi gọi mua cơm hoặc là cơm từ thiện gì có thể liên hệ để mình ăn thử và tham khảo giá cho như thế nào. Rồi thưởng thức ha. Em ăn sáng gọi như cũng rất là sớm rồi, bình thường thì giờ hàng ngủ chưa dậy cả nhà, nhưng hôm nay nghe có xe cơm tấm chay thì rất là hấp dẫn luôn, thì đã ráng dậy để chạy qua đây quay cho quý vị khán giả. Thường là Dương nó ít khi ăn vỉa hè ha. Đó, nhưng mà xe anh làm mà quá là hấp dẫn đi. Bì có mùi phấn rất là thơm. Đây chả không trứng ha.
cho học viên ngủ đó tiếng đồng hồ dậy đi qua đó rồi đó nhưng mà gặp được hộp tôm này quá là ngon. Tôi ăn rào quá đẹp mắt. Là hết cái sừng này là còn một nồi cơm nữa mới bán đủ 150 hộp trong ngày hôm nay. Rồi bây giờ là mình làm trước vài hộp anh ha. Giờ làm trước vài hộp đó. Mới sẵn hồi cao điểm á. Đúng rồi. Cũng canh giờ là tầm 6 giờ hôm mình mới làm ha. Chứ không phải là làm sớm quá tại vì thì hôm nay 6 rưỡi tầm 6 rưỡi là đông khách nè. Sớm quá ngồi nó nguội. Dạ đúng rồi. Đây, đã vơi bớt ra một phần nào rồi cả nhà ha. Giờ mới ủng hộ cô bên cạnh một bịch đậu phộng luộc với lại là khoai chuối sáp. Mới ủng hộ cô ha. Dạ, cơm tấm chay 20k. Rất là ngon, rất là ngon nha.